Rodri không vào nhưng vào rồi, bóng đã qua vạch vôi, 1-0 cho Tabi. Bóng cuối thuộc về Tabi, Leo liên tục là những động tác giả Leo, quá ngoạn mục với pha lập công này của Leo. Ian Roy siêu dự bị của họ rất nhanh để đánh bại Vieira. Ian Roy đó là dấu chấm hết cho Man Up rồi. Trong các đội bóng của tôi, thủ môn chính là cầu thủ tấn công đầu tiên và tiền đạo chính là hậu vệ đầu tiên. Một câu nói kinh điển mang giá trị vượt thời gian của Johan Cruyff. Bất luận thế sự xoay vòng của thời đại, chỉ cần hơi thở của bóng đá còn hòa mình len lỏi vào từng ngóc ngách, bóng đá tấn công rực lửa vẫn sẽ luôn là một ý tưởng, một niềm kiêu hãnh và là một đích đến rực rỡ nhưng thật khó để chạm đến. Dù là đời thực hay trong thế giới ảo, sự căng thẳng và toan tính trong những game đấu không hề có nút play again, khiến con người dễ đánh mất điểm cốt lõi mà bóng đá đến gần với người hâm mộ. Thế nhưng, thật may là cho đến sau cùng, điện thờ bất tử của bóng đá tấn công vẫn tìm được những người hộ vệ trung thành, sẵn sàng bảo vệ lý tưởng đó đến chết. Trong những thời khắc tăm tối khốn cùng, họ vẫn tin rằng bóng đá tấn công chính là thứ hoàn hảo nhất để không chỉ chinh phục những danh hiệu mà còn là trái tim của những người xem nó. Chúng ta có thể dễ dàng liệt kê nhiều huấn luyện viên nổi danh về trực đi tấn công đến hơi thở cuối cùng trong làng túc cầu thế giới. Còn với FC Online Việt Nam, người đó chắc chắn phải là Tabi Tuấn Anh, một vận động viên hàng đầu, một streamer nổi danh và là một gã ngông cuồng, giàu chất thơ, đậm chất thép. Cá nhân mình là một người luôn muốn mang những cầu thủ mới, những màu sắc mới đến cho khán giả. Nhưng mà tất nhiên thì nó còn phụ thuộc vào cái độ khả dĩ ở trong game và cũng như là sự đồng ý của tất cả các anh em trong đội nữa. Nên là nếu mà có hy vọng thì mình sẽ mang lại những cầu thủ rất là mới mẻ đến cho khán giả. Vòng Thụy Sĩ EVPL mùa xuân 2024 đã mang tới đoạn kết đầy bất ngờ cùng với nhiều cao trào mãn nhãn cho người xem, mà đỉnh điểm phải là cuộc thư hùng trăm năm có một giữa 4EVE và 7TV. Màn công nghệ va nảy lửa và cơn não bậc nhất là FC Online đến với đầy đủ từ thần đồng, kiện tướng, streamer. Chính từ nơi tưởng chừng căng cứng bởi những cuộc đấu trí và sự kỳ vọng của hàng vạn khán giả, tinh thần nhà lính và đức tính nhà thơ của Tabi Tuấn Anh đã lên tiếng đầy giống giạc để khiến tất cả phe ngã mũ quy phục. Không ngoa khi nói rằng Tabi Tuấn Anh là chiếc cột sống vàng kéo 7TV từ cõi chết trở về sau khi họ để thua 0-2 và đứng trước nguy cơ 3-0 nhót. Sang ơi, mày có cơ hội làm lại đấy Sang ạ. Bỏ qua trận đó đi, để anh lấy cho mày slot làm lại. Tabi nói như vậy với Sang nhỏ và anh đã giữ đúng lời hứa. Game thủ của 7TV đã chơi rất lạnh lùng đến đáng sợ, ép cho đối thủ thở không ra hơi dù bị dẫn trước liên tục và gỡ từng bàn trước khi tung nhát dao chí tử bằng con hạng Ian Roy Icon The Moment, khiến cho anh em lũ lượt viết đơn xin lỗi huyền thoại của Arsenal. Mang ngược dòng đầy ấn tượng để đưa trận đấu vào game 4, và đây mới chính là khởi đầu cho một cuộc đối đầu siêu kinh điển mà ai cũng mong chờ. Sau khi Sang Junior hoàn thành tốt nhiệm vụ cân bằng tỷ số 2 đều, gần 40.000 khán giả tại EVPL 2024 đến thở cho hai slot đấu cuối cùng. Quả thật, phim hay chờ đến đoạn kết, Thanh Mùa và Tabi hiện lên như điểm cao trào khiến cho tất cả đều phải thỏa mãn. Một trận thư hùng một mất một còn mà người ta đã phải chờ đợi rất lâu. Hai con người đại diện cho hai trường phái, hai triết lý bóng đá trái ngược nhau. Mà nếu như có một phép so sánh phóng đại, thì có lẽ là Pep Guardiola gặp Jose Mourinho ở thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố chuyên môn, thứ người ta quan tâm hơn cả chính là kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp, hay đúng hơn là kiểm chứng lý tưởng mà cả hai đang theo đuổi. Một người đắm chìm vào chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, kiểm soát và chờ thời cơ phản công. Một người thì trót yêu thứ bóng đá tấn công đầy rực lửa đến ngây dại. Tabi, trước trận đấu, đã hẹn đại kinh địch của mình ở slot 3. Thế nhưng, định mệnh đã dẫn lối cho cả hai phải gặp nhau ở slot 5 quyết định cho tấm vé đi tiếp của một trong hai đội. Kết quả sau đó thì ai cũng đã rõ, mà để có được trải nghiệm bùng nổ nhất, anh em nên xem trọn vẹn cặp đấu này. Man Up đã có nhiều cải thiện so với những trận đấu trước, nhưng biết làm sao được khi đó là ngày của Tabi.
Chiến thắng giòn giả 3-1 đã khẳng định tầm quan trọng của thầy Tân trong team 7TV và đẳng cấp của một người thầy trong làng FC Online Việt Nam. Và trên hết, những gì Tuấn Anh thể hiện ở giải đấu lần này thể hiện đúng 100% lý tưởng, phẩm chất nơi anh từ ngày đầu gia nhập đường đua bóng đá điện tử. Một game thủ mang lòng tự tôn cao ngút trời và dùng đẳng cấp, trình độ, kỹ năng để chứng minh sự điên rồ của mình là hoàn toàn khả thi. Dù là trong bất kỳ tựa game nào, Tuấn Anh vẫn luôn theo đuổi lô đá tấn công, không phải là công hiến mà là tận hiến. Dù có dẫn trước bao nhiêu bàn hay đang trong tình thế chỉ cần gỡ hoa là đủ, Tabi vẫn sẽ dốc quả bóng về phía trước. Nhiều người có lẽ sẽ không thích Tabi từ cái nhìn đầu tiên trước phong thái có phần ngạo mạn, ngông nghênh của anh. Nhưng nếu theo dõi game thủ này thi đấu, xem những buổi stream và biết về những khoảng thời gian trước khi trở thành một streamer hay vận động viên bóng đá điện tử, chúng ta sẽ thấy yêu cái sự gan lì đó biết bao. Cuộc đời là những ngã rẽ và lựa chọn. Biết đâu, ở một vũ trụ song song nào đó, kèo trái hay nhất Việt Nam sẽ là Nguyễn Tuấn Anh đến từ Nam Định thay vì Hoàng Đức. Và anh em game thủ sẽ phải chi hàng chục tỷ PP để sở hữu thẻ cầu thủ Tabi Tuấn Anh trong game. Nhưng ở thực tại này, tạo hóa đã lấy đi của Việt Nam một cầu thủ trẻ sang giá, nhưng trả lại cho chúng ta một streamer vừa có tâm, vừa có tầm và là một tay cầm rất đẳng cấp. Chứng kiến hành trình thăng tiến của Tabi Tuấn Anh, chúng ta dễ dàng nhận ra hai màu sắc đối lập nhưng hòa hợp đến kỳ lạ bên trong một con người. Chất ngông cuồng cùng với bản lĩnh thép đã được tôi luyện thể hiện rõ qua các giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng trên sóng stream, cộng đồng lại được tấu hài đến từ thầy Tân Bida, sẵn sàng bán mình cho tư bản. Muốn giáo án nào, thầy cũng có thể soạn ra. Ngoại trừ tử thủ, thầy Tân chiều anh em tất tần tật. Chính nhờ một lối chơi tư duy cởi mở và không ngại thử thách, Tuấn Anh đã định hình được chất riêng trong lối đá của anh. Củng cố cho triết lý tấn công bay bổng và có lẽ người đi tiên phong trong việc hung đúc, bồi dưỡng tư tưởng tấn công công hiến tại một server đã phát kiến ra lối chơi mâm cơm. Không có cầu thủ yếu, chỉ có người chơi không giỏi. Muốn biết trình độ hơn thua thế nào, cứ đá sòng phẳng với nhau, thua thì nín. Đó là những gì mà các học trò của thầy Tân được dạy. Và chính thầy cũng thể hiện chính xác điều đó trong những lần thi đấu chuyên nghiệp. Không bao giờ thủ mâm cơm, rất ít khi chơi hassle và đặc biệt là tấn công đến giây phút cuối cùng. Dẫu rằng sự bay bổng đó đôi khi khiến Tabi phải ôm hận. Điển hình là khoảnh khắc giả như đau đớn năm nào, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng đó và chinh phục trái tim của những người xem FC Online, đặc biệt là những viewer luôn ngày đêm theo dõi Tabi. Tôi đã bao giờ nghe tên của cậu ấy đâu. Đó có thể là phản ứng của nhiều người khi mới tiếp xúc với FC Online, nhưng chắc chắn rằng khi đã xem thầy Tân thi đấu, xem Tân Bida on stream, tất cả sẽ phải nhớ cái tên này. Hài hước, duyên dáng, câu tiếng, nói được làm được và chưa fan hết mực. Tabi Tuấn Anh dần xây dựng được một cộng đồng người xem văn minh và lành mạnh. Bên cạnh công việc của một content creator, Tabi cũng rất tích cực trong hoạt động giao lưu và đóng góp cho cộng đồng. Từ những buổi gặp gỡ ở quán net cho đến những trận bóng giao hữu, và mới nhất là chuyến đi Sơn La kết lại series góp gạo thổi cơm chung đầy ý nghĩa, hỗ trợ trẻ em vùng cao. Thầy Tân đã thực sự chinh phục được những viewer khó tính nhất bằng cái tâm đối với nghề và cái tâm đối với sức ảnh hưởng mà mình đang có. Tân Bi Đà, Tu Bi Nga hay bất kỳ cái tên độc lạ nào mà bạn biết, Tabi Tuấn Anh vẫn luôn là chính anh. Một YouTuber, một streamer, một vận động viên mang đến cho viewer những khoảnh khắc thật sự giải trí và mồi cho ngọn lửa tình yêu FC Online ngày càng rực cháy dữ dội hơn. Xuất phát sâu, chưa chắc đã về đích cuối. Dù không phải là những công thần khai quốc của FC Online Việt Nam từ những ngày đầu mà tựa game này cập bến, nhưng cách mà Tuấn Anh miệt mài, tận tâm trong công việc và niềm đam mê bóng đá điện tử đã khiến anh dần xây dựng được vị thế quan trọng trong cộng đồng. Ừ thì anh đầy chất thép, không ngán một ai. Nếu không muốn nói là ngạo mạn, nhưng chẳng sao cả, khi những gì anh làm được đã khiến tất cả những anti-fan phải cầm nín, hay thậm chí quay xe mà dành sự ngưỡng mộ cho mình. Một tín đồ xây bóng đá tấn công công hiến và uy tín trong từng câu chữ. Một gã điên làm mê đắm những khán giả của EVPL bằng những pha bóng mang tư duy khác bọt. Hay, như anh vẫn nói là tư duy của một tài năng trẻ từng được ăn tập bài bản. Chỉ bằng những cú CS hay AS, Tabi đã một tay đưa 7TV vào đến vòng knockout. Màn gánh đội khi người ta không khó liên tưởng đến hoàng đế Kim Jong-min tại EACC mùa hè 2023. Người đã đưa Katie Roster lên ngôi đầy ngoạn mục cũng chính từ những trận đấu slot 3 trong thế bị dẫn 0-2. Và biết đâu chừng, Tabi Tuấn Anh cũng sẽ là nhân tố quan trọng
để tạo nên một nhà vua mới cho MVPL mùa xuân 2024. Còn hiện tại, ekip Cảm Thể Thao chúc tạm biệt Tuấn Anh nhiều sức khỏe, giữ vững phong độ và là một content creator tâm huyết, sáng tạo, cầu tiến và mãi thăng hoa cùng với 7TV.